Đặc biệt nó rất bền, rất là bền. Vì vậy các hãng thời trang lớn đều chọn nó để dùng. Mỗi sản phẩm Kỳ Lân làm ra là chỉ có một, có nghĩa là cũng kiểu này nhưng mà da Kỳ Lân chỉ là một màu da, một kiểu da mà thôi. Thì sẽ có con size to, size nhỏ nữa, tùy vào con mình sẽ làm được những sản phẩm khác nhau chứ không phải là con nào cũng làm được sản phẩm giống nhau. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, Kỳ Lân Luxury.com. Và hôm nay trong chương trình review giới thiệu sản phẩm của Kỳ Lân thì Kỳ Lân xin được phép giới thiệu đến với tất cả quý khách một bộ sưu tập. Đây là một bộ phần 2 thôi, còn phần 1 Kỳ Lân đã quay ở những clip trước rồi, gồm những món gì thì nếu như quý khách cần chi tiết hơn Kỳ Lân sẽ gửi qua Zalo hoặc là quý khách truy cập lại trên kênh YouTube cũng như là trong website Kỳ Lân nha. Và bây giờ Kỳ Lân đi chuyên sâu vào phần tiếp theo của bộ này. Hiện tại trước mặt chúng ta đây là đôi giày. Túi xách. Và clip trước thì Kỳ Lân đã giới thiệu về cái túi clutch rồi. Và cái ví. Dây thắt lưng. Nguyên combo một bộ và chuẩn bị có một clip phần 3 về bộ này nữa. Đó là áo khoác và bộ đánh gút cộng với túi xách. Hãy chờ đón xem phần đó nhé. Và bây giờ mình chuyên sâu từng món. Thì đây là một đôi giày bằng da, tất cả đều là da một bộ của nó. Thì đây là da cá sấu từ Amazon, được công ty này chuyên thuộc da để mà làm cho các hãng thời trang lớn nhất ở thế giới này. Và Kỳ Lân nhập khẩu nguyên con da thành phẩm như thế này. Có rất nhiều màu, có sẵn tại showroom và đã để trên website. Hoặc là quý khách gọi cho Kỳ Lân sẽ gửi từng mẫu màu da cho quý khách chọn. Thì sau khi quý khách chọn màu da xong, Kỳ Lân sẽ lên thành sản phẩm như thế này. Quý khách muốn đặt từng món, từng bộ nguyên combo hoặc là muốn đặt như thế nào thì liên hệ với Kỳ Lân sẽ đáp ứng những cái sản phẩm đó theo yêu cầu. Thì những mẫu này là Kỳ Lân đã tuyển chọn và sau một thời gian rất dài và tham khảo, tuyển chọn và thiết kế, cuối cùng ra được những mẫu mà người ta thích nhất, người ta mê nhất, người ta chọn nhiều nhất. Mỗi sản phẩm Kỳ Lân làm ra là chỉ có một, có nghĩa là cũng kiểu này nhưng mà da Kỳ Lân chỉ là một màu da, một kiểu da mà thôi. Có những con da độc bản và làm ra rồi không bao giờ có lại nữa. Có những con da Kỳ Lân chọn sản phẩm cho dòng giày và Kỳ Lân sẽ không làm lại đôi giày này nữa. Và có những cái con da nó độc bản, nó chỉ có một cái đủ là một đôi giày thôi và không có những sản phẩm khác nữa. Nhưng có những con nó sẽ đủ được combo như giày, túi, dây thắt lưng và cái ví hay là cái nón. À, clip trước cũng có cái nón nữa. Và quý khách hãy lục lại video đó để xem cái nón đẹp lắm nha. Rồi thì nếu như quý khách ở xa thì cứ gọi cho Kỳ Lân gửi qua Zalo hoặc là lên website Kỳ Lân xem, hoặc là ở gần đến showroom để chọn da. Kỳ Lân có một kho da sưu tầm những cái con da độc bản, ví dụ những con độc nè. Đặc biệt con này chỉ có một con duy nhất thôi, Kỳ Lân để dành lại làm mẫu luôn. Có những con nó có hai con, ba con, đủ là một món, hai là hai món hết. Và tất cả những con cá sấu nhập này đều có thông số, ví dụ như là color green, màu green, size 30 đó. Thì sẽ có con size to, size nhỏ nữa, tùy vào con mình sẽ làm được những sản phẩm khác nhau chứ không phải là con nào cũng làm được sản phẩm giống nhau. Rồi đây là một bộ túi, giày, ví, dây thắt lưng. Rồi Kỳ Lân bắt đầu trải nghiệm ha. Khi mà Kỳ Lân tháo cái dây thắt lưng này ra thì chắc chắn có khách đã nhớ lại là Kỳ Lân từng làm clip review một bộ sản phẩm da màu hồng ruốc rồi, đúng không ạ? Đẹp lắm. Nếu như có khách nào chưa xem thì lục lại kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury xem nha, hoặc là trên fanpage, hoặc là vào Zalo của Kỳ Lân 0901 247 247 nha. Đặc điểm đặc biệt của dây thắt lưng Kỳ Lân làm là có thể dùng được hai mặt. Ví dụ như hôm nay mình dùng da cá sấu ở ngoài. Dùng một thời gian, cái mặt mà xỏ vô trong á, phần đuôi á, nó bị cong.
như trong. Và hôm nay tiếp tục một ngày đẹp trời khác, Kỳ Lân không thích dùng cái mặt màu cá sấu ở ngoài mà Kỳ Lân muốn dùng màu đô bên trong, ở bên ngoài. Kỳ Lân đổi ha. Thường thì nếu như mà mặt mà sỏ ra ngoài á, mặt đầu còn lại á, thì sẽ bị dinh công như này, kỳ lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà đối với mặt thiết kế của Kỳ Lân đều sỏ vào trong, thì cái phần mà cong còn lại nó sẽ giữ được, giữ trọn trong phần mặt da cá sấu này. Vậy là rất là đẹp. Hồi nãy là mình dùng mặt dây cá sấu bên ngoài, bây giờ mình đổi lại dây da cá mập màu đô bên ngoài. Và chỗ này có một cái mọc nè, Kỳ Lân đóng, tại vì làm cho Kỳ Lân đeo nên Kỳ Lân thích đóng thôi. Còn khi khách đặt hàng Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ làm nó đều như vậy, đẹp như vậy. Rồi, và bây giờ thì đang giới thiệu một bộ này thì chắc chắn là Kỳ Lân sẽ thay lại cái mặt da cá mập để chúng ta thấy một bộ nó như thế nào. Đơn giản quá ha. Cái mặt nè, một đầu xỏ vào, đầu để giữ lại, thế là xong. Mặt rời, bạc khối đúc, vàng khối đúc, ba viên kim cương vuông thiên nhiên đính vào, rất sang và giá trị. Đồ cao cấp nó phải thế. Và nếu như quý khách không thích da cá mập thì mình sẽ làm da đà điểu. Da đà điểu như vậy. Vào đây thì da đà điểu cũng có rất nhiều màu, xanh, đỏ, tím, vàng, thì có do nhu cầu của quý khách mà thôi. Hoặc là quý khách không thích da cá mập, không thích da đà điểu thì có thể là thích da cá sấu luôn, hai mặt là da cá sấu luôn như thế này. Kỳ Lân sẽ đáp ứng đầy đủ cho quý khách. Hoặc là quý khách thích một mặt da cá sấu, một mặt da đà điểu, hoặc là một mặt da cá mập, một da đà điểu, thì nhu cầu của quý khách sau Kỳ Lân sẽ đáp ứng như vậy. Và bây giờ chủ đề chính mà Kỳ Lân giới thiệu ngày hôm nay đó là một bộ da cá sấu này, cho nên Kỳ Lân xin phép để thực hiện tiếp video thì Kỳ Lân sẽ thay lại cái mặt da cá sấu cho nó đúng một bộ của nó. Rồi, Kỳ Lân đã thay trở lại mặt da cá sấu, rất là đẹp, rất là phong độ, rất là phong cách, cùng với cái ví. Đặc biệt của logo cái ví này là logo này là một miếng hình chữ nhật bằng vàng nguyên khối AU750 và đính full kim cương chữ Kylan. Đặc biệt của cái túi này cũng vậy, nguyên một miếng vàng nguyên khối AU750 và đính full kim cương lên chữ Kylan. Và đôi giày, hai cái logo này vàng nguyên khối, đính ba viên kim cương trên mỗi cái logo, ba viên kim cương vuông thiên nhiên. Cái ví này cũng giống như là cái cọng dây thắt lưng này vậy, cũng có hai mặt, một mặt là da cá sấu, một mặt là màu đô của da cá mập. Và cái ví này là một mặt bên ngoài, bên trong được lót bằng da cá mập bảy màu. Cái túi Kỳ Lân đang giới thiệu cũng vậy, bên trong được lót bằng da cá mập bảy màu. Và riêng đôi giày này thì bên trong Kỳ Lân lót bằng da switch. Và da switch là một loại da mềm mịn mà không có hạt logo, đặc biệt nó rất là bền, vì vậy các hãng thời trang lớn đều chọn nó để dùng. Và Kỳ Lân cũng chọn da switch này bởi vì nó đề bền êm. Cái phíp là một loại đế làm từ chất liệu cao su chọn lọc tốt nhất, và ở phần gót đế nè là có làm chọn từ gỗ, cũng là loại gỗ tốt. Và đặc điểm của đế phíp này là nó nhẹ, bền và đi rất là chắc chắn, tạo cảm giác đi êm ái và chắc chắn, nói chung là phong cách lắm. Và sắp tới Kỳ Lân sẽ ra một phiên bản dài nữa, đó là bên trong Kỳ Lân sẽ làm bằng da cá mập giống như là của cái ví này vậy. Nó sẽ tạo nên một điểm khác biệt nữa là ở ngoài nó đẹp mà bên trong nhìn vô màu sắc nó cũng đẹp, ví dụ như là màu bảy màu nè, nhìn nó chiếu lấp lánh đẹp.
nhìn nó ánh ánh rất là dễ thương, rất là sang. Và với thiết kế công thái học theo đôi bàn chân của từng quý khách, Kỳ Lân sẽ làm cho nó vừa khít. Và để thể hiện điều đó thì Kỳ Lân sẽ thử cho quý khách xem thử nó vừa vặn với bàn chân của quý khách như thế nào. Tất cả sản phẩm đặt của Kỳ Lân đều phải đo theo công thái học của bàn chân. Khi quý khách đặt giày của Kỳ Lân Luxury thì Kỳ Lân sẽ đo theo công thái học từng đôi bàn chân của quý khách và nó sẽ vừa vặn khít khao từng chi tiết. Và clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Hãy đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury để theo dõi nhiều video về những sản phẩm độc đáo, đẳng cấp, đỉnh cao trong thời gian sắp tới nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Mọi thông tin về những video mới nhất sắp tới sẽ trình chiếu tại kênh YouTube Kỳ Lân Luxury cũng như trên trang fanpage Kỳ Lân Luxury. Hãy follow, hãy đăng ký và theo dõi những video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới tại Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.